cởi dàn áo. Xe ra xe gói chính chính nha mọi người. Nó đang nhìn áo của đỏ nè. Thì xe này thì chỉ là hoàn toàn là xe hải quan chính ngạch nha. Hoàn toàn là hải quan chính ngạch hết. Không có bán xe không giấy, xe giấy tờ. Còn sao nó cho lên kia được cái yên tâm. Hỗ trợ sửa gốc. Thôi xin tên cho mình hết nha. Và thì giờ xe này thì biển số xe này là cũng quá đầy những cái lòng hàng đó, hàng của nước này nó còn gốc lên hàng của mình về ký kiến của hàng mình, nên là hiện tại xe này cũng chưa có biển số. Và giờ anh này lấy rồi thì mình sẽ có thể một số gốc vào để quay cho. Sau đây mình đã hoàn thành thay đổi dàn áo cho anh này xong. Đi sport cho mọi người, cửa hàng đi sport cho mọi người. Nói mùi xe cửa hàng của em thì cứ thích dàn áo màu nào em đổi dàn áo cho màu đó nha. Chị em bắt tay cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Giờ mình sẽ giao xe cho anh này cho đi về. Em còn rất là nhiều.